dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm.
con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi, đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đã yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Bao giờ ai được làm cha mới biết núi cao vời vợi. Bao giờ ai được làm cha mới xót xa chín tháng đau của mẹ. Cha thời không mang nặng đẻ đau, nhưng nhìn mẹ đau cha đau gấp hơn trăm lần. Mẹ thời đứt ruột chôn nhau, nhưng có cha mẹ chẳng đau trong già. Bao giờ ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rưng. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ốm con đau. Làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ. Cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dài khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào. Để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi lúc cha tuổi già. Ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu
nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lên nên vô tình làm nước mắt cha rơi. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ốm con đau, làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ, cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dại khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha đi mang vui lúc cha tuổi. Con cầu và chư thần ở chung thánh đều tan.
Thank you.
mai ngày nào con còn thở dài à ơi. Trước mái hiên nhà cha ngồi cùng con dưới trăng, tiếng hát âu ơ ru con vào giấc mộng êm đềm. Đường làng bến quê nơi chắp cánh con một ngày mai, đồng ruộng quê cha ôi tha thiết bao la đường tình. Bóng dáng cha già con nào quên đường người ơi, tiếng nói nụ cười bao ngày lòng con nhớ mong. Khúc hát ngày xưa đưa con về kỷ niệm năm nào, nghẹn ngào trong tôi nay chẳng thấy bóng người còn. Cha ơi khi ấy mưa giông, con nhớ thương cha ôm con vào lòng mình cha nhớ mong. Nào ngờ hôm nay quay về đây chẳng thấy cha mình, nghẹn ngào trong tôi ôi thương nhớ bóng người cha yêu. Dòng lệ rơi như tan nát cõi lòng đời. Chúng tôi sáng hôm nay có trách nhiệm kết hợp với gia đình, kết hợp với chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đồng quan và tiễn đưa linh cữu cho cụ ông Dư Văn Hà hưởng thọ 82 tuổi về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa bà con, trong thời gian chúng tôi đến đây thì đã gặp được gia đình, rồi cùng với gia đình bàn bạc và đã sắp xếp xong một chương trình lễ mai táng mà sáng hôm nay đội mai táng của chúng tôi có trách nhiệm tổ chức. Sau đây tôi xin được thông qua các phần việc trong chương trình lễ tang để cho tất cả bà con chúng ta cùng được biết. Vào lúc 5:55 lễ dân hương. Trong chương trình lễ dân hương này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả tang quyến gồm anh chị em ruột, anh chị em mình, vợ cùng các người con của ông Duy Văn Hà hãy lần lượt đến trước linh cữu để thắp cho ông nén hương. Đến 6:15 đại diện chính quyền địa phương có đôi lời phát biểu làm lễ viếng trước linh cữu của ông. 6:30 cảm tạ của gia đình. Kính thưa bà con, để nói lên công lao to lớn thì gia đình có đôi lời cảm tạ để tri ơn tất cả bà con. Đến 6:40 đội mai táng đến chào chiếc linh cữu của ông và có đôi lời phát biểu chia buồn cùng với gia đình tang quyến. 6:50 múa lân. Kính thưa bà con, để làm cho hương hồn của ông thấy ấm áp hơn thì đội mai táng chúng tôi tổ chức ra chương trình múa lân sông lân để viếng chức linh cụ của ông. Đến 7:00 đội mai táng đánh phá hoàng tổ chức trừ tà ma sát quỷ, và đến 8:00 là tổ chức lễ đồng quan, sau đó đến quyệt là tổ chức lễ hạ quyệt. Căn cứ vào chương trình vừa giới thiệu sẽ tiến hành nữ lễ tang. Và để mở đầu phần lễ tang hôm nay là phần lễ dân hương, và trong chương trình lễ dân hương này thì chúng tôi chưa được trân trọng kính mời tang quyến gồm anh chị em ruột, anh chị em bên vợ cùng các người con của cụ ông Dư Văn Hà. Chúng ta tạm thời gác lại mọi công việc phía nhà sau, nhờ bà con cô bác tiếp giúp dùm. Chúng ta tề tựu ra phía trước, ai có lễ tang thì hãy mặc đồ tang, đội khăn tang lên cho chỉnh tề để chúng ta chuẩn bị làm lễ nguyện ngư tình nghĩa anh em ruột thịt. Thưa bà con, nói về tình nghĩa anh em ruột thịt thì giống như cục máu của cha mẹ sống ra làm năm làm bảy, thở nhỏ thì cùng cha cùng mẹ cùng nhà cùng thân, rồi đùa giỡn bên nhau, rồi chia nhau từng cái kẹo cái bánh, có những lúc giành giật nhau vẫn trậu cho bên nơi sự nghiệp riêng tư, nhưng tình cảm anh em vẫn như ngày nào còn thơ bé. Hôm nay vì số mệnh mà cụ ông Dư Văn Hà ra đời, có một người em ruột của ông cũng có mặt ở đây để tiện đưa ông. Xin được trân trọng kính mời ông bà Dư Văn Lan là em. Nếu ông bà Trương Văn Hồng có mặt ở đây xin mời đến thắp hương.
Và như vậy là ông bà Trương Nhân Hồng đã không có mặt. Thưa bà con, như vậy là còn lại duy nhất là 10 người con của tổ ông, trai gái, dâu rể, cùng cháu nội cháu ngoại. Và chúng tôi cũng sẽ mời lần lượt, ai lớn sẽ mời trước. Xin mời Duy Anh Cảnh hãy cùng vợ con của mình lên thắp nén hương cho cha, cho ông nội mình. Duy Anh Cảnh cùng vợ con của mình lên thắp hương cho cha, cho ông nội mình ấm áp hơn. Rồi xá ba xá thắp hương lên. Dẫu có tiền mua vàng trăm lượng, kể hết công cha nghĩa mẹ, chín tháng cơ mang ẩm bồng. Lần lượt ai lớn sẽ mời trước. Và hiện giờ thì đứa con trai lớn của ông Duy Anh Cảnh đang thắp hương cho cha mình, các cháu cũng đang thắp hương cho ông nội. Tiếp theo xin mời người con kế tiếp Duy Thị Hà. Xin mời Duy Thị Hà cùng chồng mình, con mình để thắp hương cho công việc của mình để nhường thành trước là. Ơn dụng dục, ơn sâu tợ lại, nghĩa sinh thành, sánh tợ bằng non. Rồi xá ba xá thượng hương lên, rồi cũng cùng nhau quỳ xuống lại bốn lần. Tiếp theo xin mời người con kế tiếp Duy Anh Tèo. Xin mời Duy Anh Tèo cùng vợ các con. Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông. Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi, rồi thắp hương lên. Duy Anh Tèo không có mặt, nhưng vợ con của chú cũng có mặt ở đây. Dù cho hoàn cảnh thế nào, cha chồng thương mến, đó là phận dâu. Tiếp theo xin mời Di Minh Trung hãy cùng các con của mình đến thắp hương. Nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông. Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi, rồi thắp hương lên. Cầm má hót tóc thời điểm xương, nhưng còn nguyên vẹn tình thương. Bỗng đâu đôi ngả âm dương chia lìa. Tiếp theo xin mời Di Thị Thúy hãy cùng chồng con của mình đến thắp hương cho cha, cho ông ngoại. Núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi. Bao giờ mới hết được, ví như trời cao biển rộng mênh mông. Lòng các cháu lắm ngoại ơi, các cháu cầu nguyện cùng trời Phật và hộ ngoại tôi ở xứ vàng. Chỉ còn một nén hương cuối cùng, chỉ còn một cái lại sau đó để tiễn đưa người ông, người cha của mình. Tiếp theo xin mời Di Thị Hiền hãy cho chồng con của mình đến thắp hương nhớ mẹ. Nước chảy vào nhớ mẹ thương cha, dưỡng sinh ơn tợ đất trời. Cha khuyên mẹ dạy nhớ lời đừng quên. Rồi xá ba xá thượng hương. Rồi ông đã về gọi điện hành ngừng thu dịch về, thì chúng ta sẽ không còn được nghe những lời răn dạy của ông nữa. Công cha đức mẹ cao dài, cơ mang bà mặn những ngày còn thơ. Nơi con khó nhập đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ sống thân. Theo xin mời Di Thị Thúy hãy cùng chồng con để tâm hàng hương thú chất cây gió lai thầu hình con mừng mồ côi. Nơi gọt lại nhớ ơn dụng dụng, cháu con vô cùng thương tiếc. Trốn suối vàng cha hại an giấc ngừng thu.
thần cao vị lòng mênh mông. Thương cha gánh nặng cuộc đời để con khôn lớn lại ngày tương lai. Thương cha những móng tay cha, áo cha sức chị sợi dây bạc màu. Tiếp theo xin mời Duy Anh Út hãy đến thắp hương cho cha mình. Con rơi lệ lòng con nghẹn ngào vì con cha khổ đủ điều, quanh bên đôi mắt đã nhiều nét nhăn. Thương cha ông phụ vô trùng cấp, cả cuộc đời mãi mãi ghi ơn. Tâm cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong vườn chảy ra. Tiếp theo là cuối cùng của 10 người con của ông, xin mời Duy Kim Ngọc hãy đến thắp hương cho cha mình. Làm sao kể hết công cha mẹ, má nặng đẻ đau mấy núi sông, nương cơm rắc sữa như biển cả, dưỡng dục sinh thành tựa Thái Sơn. Chúng ta tất cả bà con, người người con của cụ ông thiên ngà có đủ trai và gái, nhưng dù trai hay gái vẫn thương đồng cụ mẫu ân dài tựa Thái Sơn. Làm sao kể hết công cha mẹ, dù đến suốt đời mãi mãi ghi. Ai gọi cụ như dân nà, bằng chú, bằng bác, bằng cậu, bằng dưỡng. Ngay giờ phút này nếu có mặt tại đây, xin mời đến trước lên cụ để thắp cho chú, bác, cậu, dưỡng của chúng ta nén hương. Trả từng lời, từng chữ, lúc ấu thơ, rồi lớn khôn giúp đỡ việc lành. Nay nhìn lại thì âm dương đà đôi nẻo. Chúng ta tất cả bà con, chú ruột, bác ruột, cậu ruột mà thương các cháu mình như con ruột. Hiện giờ các linh cầu ông là đội ngũ của các người cháu. Ông bằng bác, người thì lại ông bằng cậu, bằng dượng cùng sang thắp hương. Kính thưa chú bác cậu dượng, hôm nay âm phụ dương gian cắt, chỉ có nén hương tỏ tất lòng. Mời bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã thắp hương rồi. Hôm nay được sự cho phép của gia đình, đội mai táng của chúng tôi tổ chức ra chương trình lễ nguyện hương. Hầu mong cho tất cả mọi người đến đây thắp cho cụ một nén hương, rồi bạn bè thân hữu bà con láng giềng của cụ đến đây thắp cho cụ một nén hương. Rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho cụ nguyện thắp được số tiêu diêu về miền cực lạc. Vì vậy có câu nói rằng bà con xa chẳng qua láng giềng gần, thành lá rắc nở đầm nhau. Ông Duy Văn Hà của chúng ta năm nay hưởng thọ 82 tuổi. Lúc còn chính tiền trên dương thế, ông là một người công dân tốt, rất là gương mẫu, luôn chấp hành những chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đề ra. Đặc biệt hơn, cụ là hội viên hội người cao tuổi của ấp Trung Thành. Vì vậy cho nên hôm nay ngày mãn thần của cụ chẳng những được đông đủ bà con trở về đây để chia buồn cùng với gia đình, còn có chính quyền địa phương về đây để tổ chức lễ viếng. Kính thưa tất cả bà con, tiếp theo chương trình lễ tang hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu lễ viếng của chủ tịch hội người cao tuổi xã Lương Thế Tranh kết hợp cùng chi bộ ban nhân dân chi hội người cao tuổi của ấp Trung Thành, do ông Trần Hùng là chủ tịch người cao tuổi xã Lương Thế Tranh làm trưởng đoàn. Còn bây giờ xin được trân trọng kính mời ông Trần Hùng cùng tất cả các thành viên trong đoàn của mình hãy đến trước lên cụ để tổ chức lễ viếng. Bây giờ tiễn đưa cụ ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin giới thiệu các đồng chí sau. Có ông Trần Hùng, chủ tịch hội người cao tuổi xã Lương Thế Tranh, hai chi bộ trưởng ban nhân dân ấp cùng các ban ngành ấp với hội viên hội người cao tuổi trong và ngoài hội cùng tham dự trong buổi tang lễ hôm nay. Kính thưa chính quyền địa phương các cấp,
kính thưa cô bác, anh chị em cùng thông gia của cụ, cùng gia đình tam quyến có mặt trong buổi tang lễ sáng nay. Hội người cao tuổi xã Lương Thế Chân chi hội người cao tuổi ấp Quận Trung Thành, chúng tôi vô cùng thương tiếc và xúc động được tin cụ Di Văn Ngà đã qua đời vì tuổi cao sức yếu, bệnh kéo dài suốt mấy năm qua. Biết rằng cháu con hết lòng nhờ y bác sĩ các tiếng chữa trị đủ mọi cách nhưng cụ không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Giáp Thìn. Cụ hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cụ được cháu con chôn cất tại phần đất gia đình vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 5 năm Giáp Thìn. Cụ là hội viên hội người cao tuổi ấp Trung Thành. Tháng 1 năm 2015 được 9 năm, cụ luôn luôn nêu cao cây cao bóng cả, tuổi cao gương sáng, xây dựng giáo dục cháu con sống theo pháp luật, tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước, làm tốt nghĩa vụ của người công dân ở địa phương. Đời người ai cũng trải qua con đường sinh lão bệnh tử, đó là quy luật của tạo hóa, không sao tránh khỏi. Lời xưa có câu: kiếp dân sinh ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng có mấy ai sống được trăm tuổi. Nhưng cụ Di Văn Ngà ra đi cái tuổi 82 xưa nay hiếm. Và hội người cao tuổi xã Lương Thế Chân cùng chi bộ và người cao tuổi ấp Trung Thành ôn lại khoảng đời của cụ. 82 năm qua cụ còn sống trên trần thế. Cụ sinh ra ở ấp Trà Coi, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Cha mẹ của cụ sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái, rất thương yêu đoàn con nhỏ, dạy khờ, không quản ngày đêm, dầm mưa dãy nắng, bám lấy ruộng đồng, lao động để kiếm hạt gạo, nuôi đàn con không lớn. Hai cụ sống rất hạnh phúc với đàn con thân yêu, mong rằng các con mau lớn. Trong thời cuộc còn chiến tranh ác liệt, ngày đây mai đó, cụ cùng bảy anh em lớn lên cùng cha mẹ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, mưu cầu sự sống. Cha mẹ cụ lập đề giá thất cho các con. Cụ Di Văn Ngà kết hôn với cụ Lâm Thị Hén. Sau đó hai cụ về ở ấp Trung Thành, xã Lương Thế Chân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hai cụ sống rất hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ lúc bấy giờ còn chiến tranh. Hai cụ sống bên nhau được 10 người con, 5 trai, 5 gái, dìu dắt nhau, dìu đàn con chịu thương chịu khó, dầm mưa dãi nắng, bám lấy ruộng vườn, làm lụng vất vả tìm cái ăn cho gia đình để nuôi đàn con nhỏ. Cháu nội cháu ngoại là 24 người, cháu cố 8 cháu. Kính thưa chính quyền địa phương các cấp cùng gia đình tam quyến, hôm nay cụ Di Văn Ngà đã từ bỏ chúng ta cùng cháu con thiệt rồi. Trần gian kiếp sống bởi luân hồi, tuổi xanh tóc trắng vẫn đi đôi. Hôm qua người hại còn dương thế, giờ đã xuôi tay hội sạch rồi. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối với xóm làng, cụ là người hiền lương gương mẫu, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau,
trong lúc khó khăn bệnh tật vì tuổi cao sức yếu không khả năng chống chọi lại cơn bệnh, cuối cùng cụ phải chấp nhận xuôi tay nhắm mắt từ giả trần thế. Từ giả cháu con làng mạc xóm thiền thân tộc bạn bè thân hữu rần xa để ra đi bằng cái hơi thở cuối cùng, không bao giờ trở lại trần gian. Rồi đây thân xác cụ sẽ được cháu con rễ rắm nằm sâu dưới lòng vùng đất lạnh. Cây cổ thụ nay trở thành tiên giới, số kiếp con người trời cao đã định. Ngày xưa con cha con khóc cha ru, ngày nay con khóc cha đi không về. Cháu con không còn nghe được tiếng dặn dò nhắc nhở bảo khuyên, chỉ còn lại công sinh thành dưỡng dục. Từ đây cội trần gian vắng bóng người cụ, duy gian ngà vĩnh biệt cụ, vĩnh biệt cụ. Đất nước mất đi một người công dân tốt, chi hội người cao tuổi mất đi một người hội viên xuất sắc, xóm làng mất đi người bạn bè quý mến, họ hàng thân tộc mất đi một người thân, gia đình mất đi một người cha, một người ông mẫu mực kính mến. Đối với nói chi sự mất mát đau thương vô cùng to lớn, không có chi bù đắp được. Để đưa tiễn cụ về nơi cõi vĩnh hằng, xin tất cả cô bác đứng lên trang nghiêm dành cho cụ một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Giờ an táng đã đến rất gần, chính quyền và hội người cao tuổi ấp Trung Thành chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình tăng viễn. Mong rằng gia đình tăng viễn sớm vượt qua nỗi đau thương vô hạn này, sớm được trở lại đời thường để bắt tay vào lao động sản xuất, tạo nhiều của cải vật chất cho gia đình, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc. Lời điếu văn đến đây đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các ông bà, cô bác. Xin kính chào. Thay mặt gia đình cũng như là ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Hồng cũng như là tất cả các thành viên trong đoàn đã đến đây làm buổi lễ đầy đủ ý nghĩa. Mình đã xin chân thành cảm ơn. Và chúng tôi toàn đại tăng quyến cùng quý bà con kính mến. Tiếp theo chương trình lễ tang hôm nay đó là lời cảm tạ của gia đình. Lời cảm tạ này đúng ra gia đình đọc lên để tri ân tất cả bà con, nhưng vì tan gia bối rối, gia đình xúc động không có đọc được lời cảm tạ. Vì vậy gia đình có mượn chú Quậy Kháng hậu cho gia đình đọc thay lời cảm tạ để tri ân tất cả quý bà con cô bác. Còn bây giờ xin trân trọng kính mời chú Quậy Kháng đến chú Linh Dũng thay cho gia đình đọc lời cảm tạ. Tôi xin phép được thay mặt cho gia đình đọc lời cảm tạ có nội dung như sau. Kính thưa chính quyền địa phương cùng tất cả bà con có mặt trong buổi tang lễ hôm nay kính mến, trước giờ tiễn đưa linh cữu cho cha ông của chúng tôi về đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi thay mặt cho gia đình xin được kể lên vài đức tính tốt mà cha ông của chúng tôi đã làm được khi ông còn hiện tiền trên dương thế. Thưa bà con, khi còn sống trên dương thế, cha ông của chúng tôi là người hiền lành, mẫu mực, sống với chòm xóm. Ông là người láng giềng tốt bụng, lúc nào cũng kính trên nhường dưới, luôn thể hiện tình làng nghĩa xóm, sống gần gũi với mọi người. Lúc nào ông cũng nhớ câu tối lửa tắt đèn, một nắm khi đói bằng gói khi no, lá lành đùm lá rách. Con cháu những điều hay lẽ phải, dạy con cháu cách đối nhân xử thế. Lúc còn trẻ, ông là người cần cù lao động, chịu thương chịu khó, ông sẵn sàng chịu đựng gian nan cực khổ. Là người sắp được 70 tuổi, là lớp người cao niên. Hôm nay, cha ông của chúng tôi đã hưởng thọ 82 tuổi, là lớp người rất là cao niên.
nhưng thân tộc và gia đình của chúng tôi muốn ông sống lâu hơn nữa, vì ông là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần, là trung tâm cho con cháu tề tụ về đây nghe ông dạy những lời hay lẽ phải. Mặc dù được thân tộc và gia đình hết lòng lo lắng chạy chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông không qua khỏi, đành chút hơi thở sau cùng ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng, ngần thu vĩnh biệt. Sự ra đi của ông là một sự mất mát to lớn mà gia đình của chúng tôi đang cúi đầu chấp nhận, một sự mất mát mà không thể lấy gì bù đắp được. Từ nay trở về sau, gia đình chúng tôi dù có làm ra được tiền muôn hay bạc tỷ đi nữa thì cũng không bao giờ gặp lại ông được. Thưa bà con, trong lúc gia đình của chúng tôi đang tột cùng đau khổ vì sự ra đi của cha ông chúng tôi, thì được sự ưu ái của tất cả bà con, cho nên sau khi nhận được tin buồn là cha ông của chúng tôi qua đời, thì có những bà con ở rất là xa xôi, vậy mà với nghĩa trước tình sau với gia đình, bà con chẳng quản ngại khó khăn, tranh thủ thời gian quý báu về đây thức đêm thức hôm rồi giúp đỡ, chia buồn, phúc điếu. Và lát nữa đây sẽ tiện đưa linh cụ cho cha ông của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm rất có ý nghĩa mà gia đình của chúng tôi nguyện kết cọ ngậm dành không sao quên được. Thưa bà con, mặc dù mấy ngày nay thân tộc và gia đình của chúng tôi cũng hết lòng lo lắng chu đáo, nhưng vì chỗ nơi chật hẹp, mưa gió bất thường, hơn nữa trong lúc tan gia hết sức là bối rối, thì chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Điều này gia đình chúng tôi rất mong bà con niệm tình bỏ qua cho. Thưa bà con, với những nghĩa tình tốt đẹp mà tất cả bà con đã ưu ái dành cho gia đình của chúng tôi, thật quý báu biết chừng nào chẳng lấy chi đền đáp được. Vậy lát nữa đây, sau khi tiện đưa linh cữu cho cha ông của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi thay mặt cho gia đình xin được trân trọng kính mời tất cả bà con hãy nhấn thêm thời gian nữa ở lại dùng cùng với gia đình chúng tôi một bữa cơm đạm bạc, chia buồn cùng với gia đình. Cuối cùng, thay mặt cho gia đình, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả bà con. Và sau khi dự buổi tang mỹ mãn, bà con ra về, tôi cũng thay mặt cho gia đình chẳng biết nói chi ơn, chỉ có đôi lời kính chúc tất cả bà con hưởng lộ bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn luôn gặp được nhiều điều may mắn. Thân ái xin kính chào. Cũng như là bạn tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn lời cảm tạ của chúng tôi khán nhiều quá. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Và kính thưa toàn thể quý bà con, để tiếp tục chương trình lễ tang hôm nay là đội sông Lân hiến linh cữu lân dọn đường cho buổi lễ động viên. Đội sông Lân chúng ta tôi nghĩ nghe cúi đầu chào linh cữu. Sông Lân viếng linh cữu dọn đường xin phép được bắt đầu. Thank you.
văn cụ Di Văn Nghè, Hưởng Thọ 82 tuổi. Kính thưa quý vị, 82 năm qua là cái thời gian mà ông cụ Nghè đã sống với chúng ta trên trần gian này. Ông để lại trong lòng của chúng ta rất là nhiều tình nghĩa. Hôm nay vì số mệnh cho nên cụ phải thật sự xa rời chúng ta vĩnh viễn. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu mà mỗi con người chúng ta không ai tránh khỏi. Nhưng mấy ai tránh khỏi đều xúc động khi phải đứng trước một hoàn cảnh phân ly tử biệt như thế này. Cho phép chúng tôi gửi đến thân tộc và gia đình thân quý một lần nữa lời thành kính chia buồn sâu sắc và được sự chấp thuận của gia đình thân quý cũng như là sự cho phép chính quyền địa phương và mai táng được phép trở về đây kết hợp với gia đình và chính quyền để tổ chức chương trình lễ tang và tiễn đưa linh cụ cho ông cụ Di Văn Nghè về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúng thức trong linh của cụ, chúng con xin hứa, chúng con sẽ nguyện một lòng đem hết sức lực của mình để phục vụ cho buổi tang lễ hôm nay và cũng không quên cầu nguyện của người thân cậu và hầu độ linh hồn của ông cụ được thanh thản nhẹ nhàng về đến cõi Tây Phương Phật để tỏ lòng thương tiếc ông cụ Di Văn Nghè trước khi tiễn đưa cụ về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin phép gia đình tăng quyến cho đội mai táng cũng được dành một phút mặc niệm trước linh cụ để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn của cụ. Và một phút mặc niệm này chúng tôi cũng xin phép mời bà con hãy vui lòng đứng lên trong cái thời khắc thiêng liêng và linh thiêng này. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị có mặt trong buổi tang lễ hôm nay hãy vui lòng đứng lên làm cái buổi lễ đưa tiễn tất cả chúng ta hướng về linh cụ. Nghĩ nghiêm một phút mặc niệm cầu nguyện xin được phép cúi đầu. Xin cảm ơn, mời quý vị chúng ta an toàn ngồi xuống. Dịch vụ mai táng trại hòm bảy tháng chúng tôi cũng có sáng lập ra một đội phó đoàn để trừ hết tà ma sát quỷ. Kính mong quý bà con chúng ta chuẩn bị theo dõi. Chúng tôi xin được phép giới thiệu Trần Dây Hiển trong đội lãnh phó đoàn cho tất cả bà con chúng ta tiện theo dõi. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu anh Thanh Bầu Trần Dây Chánh Tướng cầm đại đao. Bên là anh Hoàng Lệnh Trâm Gai Phó Tướng cầm cặp quốc huy. Minh Thương Trâm Gai Nhị Lệ. Minh Định Trâm Gai Tam Đệ. Bê Sáu với Thổ Địa Gia Gia. Đó là hai đồ đệ Thanh Toàn và Lệnh Nhỏ. Và chương trình đánh phó hoàng hôm nay được sự cộng tác của bốn hoàng nhỏ đến từ trường võ thuật huyện Đầm Dơi. Và giờ này được sự chấp thuận và cho phép của gia đình cao quý, chương trình lễ tấn phố hoàng trừ tà ma sát quỷ xin mạng phép được bắt đầu. Lấy tứ địa du sơn tiên trần xuống hạ trần xem việc thế gian lần giữ xe mắt chu toàn ngày sau dân chiêu chi. Thank you.
rồi? Mới thấy thổ địa đâu mất tiêu rồi? Bụi cây gung dữ ơi, bụi cây gung dữ rồi nè. Đâu đi? Bụi cây gung dữ ơi. Trời ơi là trời, đâu đi? Trời ơi là trời, trốn đâu lại dân nổi. Trời ơi, bây giờ kêu lý dính cho động thổ lòng thì cũng chết nè. Trời ơi, biết vô vụ chúa động nó hoài cái nó mới giết được. Trời ơi, ra đây cẩn thận có súng tí. Trời. Có súng hả? Đi chứ gì nữa, mới bắn cái bình thấy không? Thôi chứ động thổ lên tới nhà mình đây. Bước chua đi, bắn thích để chán bỏ cho. Hôm nay bắn thấy mẹ mới nhậm đầm của lần nào đâu. Bữa nay lo, đi chung. Ăn cho mập rồi nhớ khích, trốn không. Đang méo mặt ngang bên luôn. Tăng cái mẹ đầu cái sau luôn á. Tôi cho cái đầu cái cho ta. Trời, chết chết mẹ lo gì. Về, bán cái số tiền nhiều hơn. Trời ơi, ông địa không có vỏ, đừng kêu ông vô, ông nhát hết mà kêu vô chi vô bị bắn vậy. Rồi về chủ nhà chữa giúp vô. Vô chứ. Ê, đi ra. Đi tôi làm nhập. Đi tôi làm nhập. Con cái gì mạnh như trời. Đã cho Lý Tiêu Long sức ra. Sức bà nổi mình cái sức. Địa hổn dữ ta. Cái đó có 50 ngàn đồng bạc. Đá gì con. Mấy chục coi. Mấy chục hồi nào. Hồi nãy chứ. Hồi chung tôi trái 20 ngàn kì. Tôi trái hồi chung hồi nãy. Hồi chung hôm. Công kỳ chùa đánh bại ra nhà trẻ. Chùa đánh bại vậy. Đến chỗ này. Sao lại hổn hậu tao con liền. Mấy mày trả kìa nữa. Tôi được. Để tao trả cho mày. Yeah.
xong rồi. Vô chi? Vô khám quan kỹ còn yêu quái không? Đi đâu? Bắt được xong chết rồi, còn đâu nữa vô? Chết không? Chết rồi. Chết rồi thì vô khám quan kỹ lại thôi. Chết rồi. Vô coi còn không? Điểm nhát rồi. Kêu vô hoài trời. Gì vậy? Không có gì hết trơn. Không có gì vậy? Mình lấy đâu địa như con trâu vừa sinh luôn rồi. Gì nữa? Bước cho cảm giác bằng kỹ lên đây. Nhưng mà cứ mẹ vô hoài. Nghĩ đi. Vô làm gọi đi, mấy giờ tiêu hai chục ngàn. Cái gì? Làm gọi cho hai chục nữa. Làm gọi cho hai chục ngàn nữa gì? Nhớ cho hai chục ngàn nữa nha. Dạ rồi. Chiều về mua cá bà sao chiều nay. Muốn ăn gì ra? Làm gì? Trời ơi, trời luôn. Có cái con không nữa. Vô. Kiếm vô chút xíu cho 20 ngàn đó kìa. Trời không bắn vô nhà bắn vào chứ mẹ bắn hoài. Hết đạn rồi. Hết rồi. Không có nữa, không có Thank you.
vừa dứt xong bác sĩ nó đó bò lên ngủ đi. Trời ơi trời, còn nữa hả vậy? Nhà thơ thì chúng em không giỏi, đi đâu mà giữa trời đi. Ôi mấy tiểu thì cũng to thôi. Ai dám cái này thấy những chú quan tài thương tổ nguyên mình xem cơ ngốc dành tấm tử cái gì. Tấm tử là chỉ anh thì là tốt nhìn hoàng thân xoay. Nhà ngươi từ đâu đến đây? Mấy chục năm trời tổ đó. Mọi dân hôm nay ở làm gì? Hôm nay ta nghe cái lộ yêu quen tốt đột chiến quân rồi. Thì sao? Hãy cho lộ xuất huyết. Hãy cho lộ yêu quen. Là ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến nơi này để làm gì? Cái gì sản phụ nội? Phải không?
Vậy mày lấy cái điện thoại đi, mày điện cho Tô Ngộ Không xuống chợ tán coi. Đâu? Đây, mày có ai vậy? Cái này hả? Ừ. Cố nổi em để lại. Trời ơi, cái điện thoại gì đang thui thui lùi với điện được không? Được. Tới đâu? 0919 909 00 có. Mày lu ngẩn đâu trong đó vậy? Ủa, lạ trời ơi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Rồi rồi, không quý khách vui lòng gọi lại sau. Ngẩn nó tắt nguồn luôn rồi. Mày bấm lại nguồn nữa coi nó mở nguồn chưa. Được không trời ơi? Cái gì vậy? Bỏ tay nha. Đổ chuông lẻ lẻ đây. Cái gì đổ chuông này hả? Trời trời trời. Alo, ai gọi cho lão tôn đó? Trời ơi, con là sư phụ ơi. Rồi mà có gì không? Sáng nay đang đi quan nè. Gặp con yêu quái nó đánh tét bét cái đầu gãy xương sống, tét xương sườn luôn rồi. Vậy hả? Sư phụ đang ở đâu? Bà đang nhà bảy con à. Đang làm gì chứ? Đang ngồi nhậu với vợ bảy con. Trời trời. Có nội bất giới dữ không? Có, đừng ngồi nhậu đây với ta nè. Nói nghe nè. Đi lên đây nè, chủ nhà đã nhậu có tốn tiền đâu. Được rồi, ta sẽ đến ngay. Chúng con nguyện cầu tôn sư phụ xuống trần gian tiêu diệt rồi yêu quái à. Dân vụ là chuyên cầu tà ma diệt quỷ. Dạ sư huynh. Sư huynh chờ để sư huynh ơi. Dạ ơi, đánh tiếng nào cũng hô cho người theo chi trời mưa. Gì vậy? Gì vậy? Người đẹp, người đẹp. Dạ, người đẹp. Người đẹp, người đẹp sư huynh ơi. Thấy người đẹp không? Thầy à, thầy à đẹp quá. Thầy à, bắt chứ. Người có trái cây nào bắt chứ. Trời ơi, trời quỷ đi. Ăn mà trời ơi, chưa xuống trời quỷ chứ đâu, chưa xuống ăn đâu. Cái trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, không có thứ gì nên lo ăn không, ta nó không hay heo rồi. Hết rồi. Là cái heo đâu, chịu mới thấy đi đâu. Ý, đâu rồi. Này. À, người này chạy lên lấy phải không? Dạ. Thấy còn đẹp. Xíu, biết lão chứ. Thì dạ, ngồi đi đi. Rồi, xin phép bà con cô bác sư tư bất giới về trịnh thuốc. À, à quên cho tại lão chứ vậy? Không ai hết. À, cái thằng khốn đây à. Mày dám chọc lão chứ sao? Không có, phải. Để cho lão chịu ăn chứ. Người đẹp không sao chọc nha. Ai? Không có. Thì em cứ nổi da đây à? Không phải. Thì là sư huynh đó sư huynh. Nào bắt chứ. Đó. Bắt chứ. Ở đâu sư huynh? Đâu. Thấy ai đâu? Thầy đi ra thấy em cứ nổi khiêm đứng sớm mấy chứ thấy ai đâu? Thầy đi ra đừng có chọc lão chịu chứ. Rồi bắt chứ xin phép thì nhận ra để chú đợi ăn mà. Cái người sợ nó vừa quý nữa. Ờ, chắc gãy cũng cúng luôn, cây gãy cũng cúng luôn. Mẹ à, này, mà bác chứ, bác chứ, yêu quái kìa. Ây da, trời ơi, cái này nó thấy ghê quá, bác. Yeah.
chỗ rồi á, rồi bị chặt chặt chút đi. Khoan khoan khoan. Gì vậy? Quỷ ở tóc giả gì nó nghe nghe nè. Tóc giả. Tóc giả ơi. Phải không? Cái trời ơi. Tóc giả. Tóc giả thì coi nhậu đi. Ăn lửa. Bán cái số đập tao pha. Trời ơi, ăn lửa bán cái số đập tao pha. Sao bán cái số là bán cái số chú đập mua hàng gì vậy? Đâu? Dễ mặt ngậm nanh heo luôn. Ngậm nanh giả luôn. Bà nội cha mày ra làm giả vậy đến mệt muốn chết. Trời ơi là trời. Ai kêu đánh mấy tao hả? Hả? Vậy nhẹ. Ê! Trời ơi vậy nhẹ. Bầm dập nhỏ trời nói gì hết ngủ luôn. Đồ này bỏ cặp đồ đạo. Ai kêu đánh mấy tao hả? Đâu? Ai kêu nói đi. Ai kêu? Nói kêu đánh mấy tao hả? Thầy chùa. Thầy chùa. Trời ơi trời thầy chùa kêu. Thế thì chùa kêu chặt đầu thì chùa đó. Chặt đầu không cũng cãi vệ sinh đâu ấy, nó lạnh rồi. Trời đất quỷ làm nó nước nó lạnh đâu. Cái đất ơi. Cái gì? Cái đất ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Quỷ đi tầm ruột. Ở đâu? Chi hàng. Trời tầm ruột đâu, tầm ruột không nổi, bỏ ruột đá vô bóng chiếc ruột đá. Tính là tạo chi hán cục lớn vậy chứ. Phải. Nó chặt đầu. Bắt được lại thằng bạn ơi. Trả thù. Trả thù cho mày vậy. Hồi nãy giờ nó mình như con nhớ. Thấy mẹ thấy nhẹ nhẹ nghe. Nhẹ nhẹ nghe. Bắt chế ơi, đã có 50 ngàn quýnh mặn quá nó về nhà nó quýnh lại đó. Trời 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 quýnh thiệt luôn. Nghe lão thầy chùa đến bên tao từ hồi nãy giờ. Nghe lão. Chết quẹo rồi chú ơi. Khỏi chặt đầu. Ê, làm gì? Mày có 50 ngàn đánh dữ rồi cha. Tao không quánh mày. Không bị khai, không có trả tiền cho tao. Mày đúng ra lương hả mà, tao đâu quánh thiệt á. Chào mời chú ý. Chuẩn bị hành lễ. Mỹ. Nguyên. Lễ bán quan. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha
cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha.